Hoàng đế Cao Dương sau khi uống rượu say đã xuất hiện trạng thái bệnh tâm thần nặng. Rất nhanh sau đó, Cao Dương băng hà, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vị hoàng đế điên này đã chết rồi, nếu cho ông ta sống thêm 10 năm nữa, thì không biết đất nước sẽ như thế nào. Khi đó, Thái tử Cao Ân đăng cơ kế vị, nhưng tâm trạng nhẹ nhõm của bá quan cũng nhanh chóng biến mất. Gia tộc họ Cao ngay sau đó xảy ra cuộc chiến vương quyền, nội bộ chém giết để tranh giành quyền lực, huynh đệ tương tàn. Cao Ân kế vị mới một năm, thì bị người chú Cao Dần đoạt ngôi. Sau đó không lâu, Cao Ân bị người chú sát hại. Hai năm sau, Cao Dần mắc bệnh qua đời. Trước khi mất, Cao Dần ngẫm nghĩ rất lâu. Ông cảm thấy rằng mình đoạt ngôi như vậy là không đúng. Nếu truyền ngôi cho con trai, thì có thể sẽ bị quả báo, có khi sẽ lại bị các hoàng tộc khác chiếm ngôi, con trai sẽ chết thảm. Ngẫm nghĩ rất lâu, Cao Dần quyết định truyền ngôi cho em trai là Cao Trạm. Cao Dần khẩn thiết xin Cao Trạm bỏ qua cho con trai còn nhỏ của mình là Cao Bách Niên. Trước giường bệnh của anh trai, Cao Trạm vô cùng thành khẩn, nước mắt đầm đìa, nhỏ lệ mà nhận lời, nhưng đó chỉ là diễn kịch mà thôi. Sau khi Cao Dần băng hà, Cao Trạm lập tức đăng cơ, việc đầu tiên ông ta làm là đích thân dùng phương thức cực kỳ tàn nhẫn để sát hại đứa cháu là Cao Bách Niên. Về lời hứa hòa nước mắt với anh trai Cao Diễn, Cao Trạm vừa quay mặt đi liền ném nó vào thùng rác. Trên thực tế, Cao Trạm là một vị quân vương tàn nhẫn lạnh lùng hơn cả Cao Dương. Cao Dương chỉ sau khi uống rượu mới giết người, còn Cao Trạm thì chưa uống rượu cũng đã giết người như ngoé. Sau khi làm hoàng đế, phi tần hậu cung của Cao Trạm rất nhiều, nhưng ông ta vẫn không thỏa mãn. Ông ta bắt đầu để mắt tới chị dâu, là vợ của anh trai Cao Dương, là cựu hoàng hậu Lý Tổ Nga. Khi đó, Lý Tổ Nga chống cự dữ dội và quyết không nghe theo, Cao Trạm liền đe dọa rằng: "Nếu không nghe theo ta, ta sẽ giết con trai cô." Lý Tổ Nga sợ quá, không còn cách nào khác, cô đành phải nghe theo Cao Trạm, nhẫn nhục vì đứa con của mình. Thật trớ trêu là, tuy Cao Trạm phóng túng làm càn, nhưng ông ta lại khá giỏi về chính trị. Cao Trạm đã giám sát Đôn Đốc để hoàn thành một bộ pháp điển khá quan trọng trong lịch sử Trung Hoa, đó chính là Tề Luật. Sau khi làm hoàng đế được 4 năm, Cao Trạm đâm ra chán nản. Trước kia cảm thấy rằng làm hoàng đế rất thú vị, nhưng sau khi làm được vài năm, ông ta cảm thấy quá nhiều sự việc, công vụ quá nhiều, quá phiền phức, chiếm hết thời gian hưởng lạc. Thế là ông ta truyền ngôi cho con trai là Cao Vĩ, còn bản thân thì lên làm Thái Thượng Hoàng, tập trung vào ăn chơi hưởng lạc. Những trò chơi của Cao Trạm rất nhiều, toàn là những thứ quái dị không thể miêu tả, không thể nói ra được, nếu chúng tôi viết ra thì sẽ làm các bạn bẩn mắt. Nhưng chính vì ông ta ăn chơi quá điên cuồng và hoang dã, nên sau khi làm Thái Thượng Hoàng được 4 năm thì qua đời. Con trai ông ta là Cao Vĩ, tuy về những việc giết người không hăng máu như phụ thân, nhưng cũng là một bạo chúa trong lịch sử. Một ngày nọ, Cao Vĩ mời các đại thần vào cung để tham quan quốc bảo. Cao Vĩ bắt các quan phải bỏ khoản tiền lớn mua vé thì mới được tham quan quốc bảo. Hoàng đế muốn cho mọi người thấy quốc bảo, đương nhiên các đại thần phải đi, phải hùa theo. Họ vừa bước vào đại điện, tất cả đều ngây ra, không phải là sợ ngây ra, mà là kinh ngạc ngây người. Thì ra sủng phi của hoàng thượng là Phùng Tiểu Liên, đang bị lột trần như nhộng, nằm trên chiếc bàn lớn ở giữa đại điện, xung quanh bàn còn thắp rất nhiều nến, chiếu sáng toàn thân sủng phi. Mọi người xấu hổ, có mấy vị quan lớn tuổi dùng tay áo che mặt. Cao Vĩ nhìn thấy thì nổi giận: "Các người có ý gì? Trước quốc bảo của trẫm, các người có thái độ gì?" Thế là các đại thần buộc phải xem quốc bảo này. Sủng phi Phùng Tiểu Liên cũng thật đáng thương, bị người chồng biến thái hành hạ như thế này. Lúc này Cao Vĩ mới đắc ý nói rằng: "Ái phi của ta có ngọc thể hoàn mỹ không tì vết, lẽ nào không phải là quốc bảo? Các khanh không biết thì thôi, giờ biết rồi, hãy nói cảm nhận của các khanh. Bắt đầu từ vị này, lần lượt mỗi người hãy nói đi." Tất cả các đại thần đều không nói nên lời. Nhiều người rất sợ hãi và chán ghét vị hoàng đế này, bởi vì họ đều đọc sách của Nho Gia, biết rằng tửu sắc là cái họa mất nước. Từ xưa đến nay, hoàng đế như vậy thường làm quốc gia suy vong sớm. Chính Cao Vĩ cũng từng đọc sách thánh hiền ngày đêm như vậy, nhưng quyền lực làm người ta mờ mắt. Cao Vĩ dần dần hóa điên mất hết lý trí, ông đi theo con đường của phụ thân.
Cao Vĩ đã chán cuộc sống đế vương phú quý. Cao Vĩ bắt đầu học theo phụ thân, thích làm diễn viên. Ông thường đóng các vai khác nhau, có lúc đóng vai ăn mày, vào trong thành, đi khắp nơi khất thực. Tất nhiên là dưới sự bảo vệ của đội quân thị vệ, nên không có ai không dám bố thí cho ông ta. Sau này, Cao Vĩ lại phong quan cấp quận cho 500 cung nữ. Sau khi phong quan cho mọi người đã quá mệt rồi, ông ta lại phong quan cho thú cưng của mình. Bắc Tề liên tiếp xuất hiện nhiều vị bạo chúa điên cuồng, nhưng đều chết yểu, quốc gia bắt đầu suy vong thảm hại. Chấp lấy thời cơ đó, năm 557, gia tộc Vũ Văn Thái thay thế Tây Ngụy, kiến lập nhà Bắc Chu. Trong suốt nhiều năm, Bắc Chu thao luyện binh mã nhằm thôn tính Bắc Tề. Nhiều trận đánh quyết liệt đã diễn ra, nhưng Bắc Tề có một đại tướng rất tài giỏi, chính là chiến thần Cao Trường Cung nổi tiếng. Có thể nói, Cao Trường Cung là người đàn ông duy nhất của gia tộc họ Cao mà không bị điên, ông là người rất tài năng. Cuộc chiến giữa Bắc Chu và Bắc Tề diễn ra như thế nào? Liệu Cao Trường Cung có thể chiến thắng và vực dậy quốc gia hay không? Chúng tôi sẽ kể tiếp câu chuyện trong phần 4, cũng là phần cuối cùng về đế quốc Bắc Tề này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.